Vụ khoai sọ năm nay, gia đình chị Chớ Thị Say ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, trồng hơn 5.000 m² khoai sọ sá xanh. Đến nay đã thu hoạch được khoảng 1/3 diện tích, đem lại thu nhập trên 20 triệu đồng. Giống khoai sọ sá xanh là cây bản địa, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng vùng núi cao, nên bắt đầu trồng từ giữa tháng 3 đến tháng 10 bắt đầu được thu hoạch. Không tốn nhiều công chăm sóc mà giá trị kinh tế thì hơn hẳn cây lúa, cây ngô. Diện tích này, trước đây nhà mình trồng lúa và ngô nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Thấy cây khoai sọ có hiệu quả kinh tế cao hơn nên năm nay mình đã mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích đổi nương của gia đình sang trồng khoai sọ. Khoai ngon nên thu hoạch đến đâu bán hết đến đó, đã đem lại cho gia đình một khoản thu lớn. Những năm qua, cây khoai sọ đã khẳng định hiệu quả kinh tế, trở thành cây trồng chủ lực ở địa phương. Vì vậy, chính quyền xã Xà Hồ vận động người dân chuyển đổi các diện tích lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng khoai sọ. Năm 2024, cả xã trồng được gần 150 ha. Bên cạnh đó, chính quyền xã phối hợp với cán bộ khuyến nông xuống hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, bón phân, làm cỏ để đạt được năng suất và chất lượng thơm ngon. Thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tập trung tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích cũng như là hướng dẫn cho người dân về cái quy trình kỹ thuật để người dân sản xuất và chăm sóc tốt cái diện tích khoai sọ trên địa bàn xã. Và trong thời gian hiện nay thì chúng tôi cũng đã tập trung tuyên truyền vận động người dân là trong cái mùa vụ thu hoạch này là phải thu hoạch có kiểm soát để tránh cái việc thu hoạch ồ ạt mà dẫn đến cái việc là thương lái ép giá, hiệu quả kinh tế của người dân sẽ thấp. Xã Bản Mù được coi là thủ phủ khoai sọ ở Trạm Tấu. Năm nay người dân trong xã trồng hơn 170 ha. Hiện nay đang vào vụ thu hoạch với giá bán dao động từ 15 đến 20.000 đồng trên 1 kg như hiện nay đã mang về cho nông dân xã nguồn thu hàng chục tỷ đồng từ khoai sọ. Thời gian tới là xã sẽ kiểm kê lại các diện tích mà là đất ruộng hoặc đất trồng ngô nhưng đất ruộng không canh tác được 2 vụ mà là đất khô hạn có thể chuyển đổi sang trồng khoai. Những diện tích ngô mà kém hiệu quả là sẽ có thể chuyển sang trồng khoai sọ để tăng thu nhập cho bà con nhân dân xã Bản Mù. Khoai sọ được huyện Trạm Tấu xác định là cây đặc sản chủ lực của địa phương. Năm 2024, tổng diện tích toàn huyện khoảng 800 ha. Theo nhận định, năm nay đồng bào Mông trong huyện được mùa khoai sọ với năng suất bình quân đạt 14 tấn trên ha, sản lượng ước đạt hơn 11.000 tấn, giá trị trên 200 tỷ đồng. Sản phẩm khoai sọ Trạm Tấu đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay các ngành chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi tiêu thụ, thiết kế bao bì, mẫu mã, sơ chế bảo quản để nâng cấp sản phẩm đạt OCOP và hướng tới xuất khẩu để nâng cao giá trị.